Anh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Thưa quý vị, hôm nay trong tập 375, Thanh Việt xin gửi đến quý vị chủ đề điểm nổi bật từ ngày xét xử thứ nhất của vòng phúc thẩm. Như quý vị đã biết, ngày hôm qua 2 tháng 11 thì phiên tòa xét xử các thành viên của tỉnh thất liên quan đến vấn đề vi phạm theo điều 331 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Phải thực sự mà nói thì phiên tòa kéo dài gần hết một ngày. Nhưng quý vị, gần hết một ngày, bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng và kết thúc cũng là khoảng hơn 6 giờ, nếu Thanh Việt không lầm thì cũng phải là hơn 6 7 giờ tối. Thì đây là một phiên tòa xét xử khá là dài, ngày đầu tiên cũng đã kết thúc và ngày hôm nay, trong khi mà chúng ta đang lắng nghe chương trình của Thanh Việt, thì vòng 2, ngày thứ 2 của phiên tòa phúc thẩm cũng đang diễn ra. Thì Thanh Việt xin được tóm tắt một số cái điểm nổi bật của ngày thứ nhất. Thật ra đó quý vị, thì khá là dài, nhưng Thanh Việt chỉ tóm tắt những cái điểm nổi bật và được cho là then chốt nhất của cái phiên tòa ngày thứ nhất. Dự đoán kết quả của vòng phúc thẩm này thì Thanh Việt đã trình bày với quý vị ngày hôm qua rồi. Sau khi nghe cái vòng phúc thẩm ngày đầu tiên đó quý vị, thì Thanh Việt vẫn giữ nguyên cái quan điểm của mình là cái khả năng rất là cao về cái việc y án cho cái bản án của vòng sơ thẩm. Nhưng quý vị nhé, vòng phúc thẩm bản án cũng sẽ là y án như là vòng sơ thẩm. Vậy thì câu chuyện gì đã xảy ra tại ngày thứ nhất mà chúng ta phải để ý? Kính thưa quý vị, đầu tiên phải nói về các bị hại của vụ án 331 này. Như chúng ta đã biết, có tổng cộng là 3 bị hại trong vụ án này. 2 bị hại đầu tiên thuộc về tôn giáo, tức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và ông Thảo. Người bị hại sau cùng đó là một tổ chức cơ quan công an huyện Đức Hòa. Như là 3 lần xét xử lần trước, 2 lần của vòng sơ thẩm, một lần đầu tiên thì trì hoãn cái ngày xét xử, lần thứ 2 là vòng sơ thẩm và lần thứ 3 là cái ngày mà trì hoãn cho cái vòng phúc thẩm. Cũng như 3 cái lần xét xử gặp mặt đó đó quý vị, thì 2 trong 3 người bị hại đã không đến, bao gồm ông Thảo và đại diện của bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Cả 3 người bị hại trong vụ án 331 này đó quý vị, thì họ có chung một cái điểm. Điểm chung đó là họ không yêu cầu bồi thường thiệt hại trên cái vấn đề dân sự. Nghĩa là cái yêu cầu của họ là gì? Yêu cầu của họ là đem ra để xét xử các thành viên của tỉnh thất và có cái bản án đích đáng, mà nói theo cái danh từ đó quý vị, là tạm thời tách rời các cái thành viên của tỉnh thất Bồng Lai ra khỏi ngoài xã hội một thời gian để cho những người này học hỏi, suy ngẫm lại cái hành động của mình và không bị những cái câu chuyện tương tự như vậy trong tương lai. Thì đó là cái yêu cầu của họ. Nhưng quý vị, mặc dù đại đa số những người bị hại này là có liên quan đến Phật giáo, tuy nhiên như Thanh Việt trình bày, không hiểu vì một lý do gì, mặc dù Phật giáo luôn luôn là cái đạo mà Thanh Việt đang theo nha quý vị luôn nha, là chúng ta luôn luôn xây dựng cuộc sống dựa trên cái vấn đề là mọi người cùng vui và ta cùng vui. Có nghĩa là chúng ta không đi cướp cái hạnh phúc của người khác, dù người khác mở mặt đóng mặt là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta đem cái lòng từ bi để có thể thu phục được họ, chứ không phải đem sự hận thù, sự trả thù để thu phục họ. Thì bây giờ mình trở lại ba người bị hại này. Thì có một cái sự hiểu lầm nào đó, nhưng quý vị, trong lúc mà áp dụng các điều luật,
Ba người bị cáo này không yêu cầu bồi thường thiệt hại, nên họ đã áp dụng cái điều luật 292 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Nghĩa là sao? Nghĩa là hội đồng xét xử sẽ có quyết định là có cần triệu tập hay không cần triệu tập. Hay là nếu như người này vắng mặt, có lý do, có đơn, thì phiên tòa có được xảy ra hay là bị đình chỉ. Thì thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong cả 3 lần gặp mặt, 2 lần tại vòng sơ thẩm, 1 lần tại vòng phúc thẩm, thì 2 trong 3 bị cáo đều có lá đơn xin là vắng mặt. Thì họ sử dụng cái điều 292 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Ở trong đó, ở điểm E, nói rằng nếu bị hại hoặc là đương sự hoặc người đại diện của những người bị hại vắng mặt thì tất cả đều phụ thuộc vào hội đồng xét xử. Họ sẽ đưa ra cái quyết định hoãn phiên tòa hay là tiếp tục cái phiên tòa. Thì thưa quý vị, như quý vị đã thấy ở cái vào ngày 14 tháng 10 vừa qua, thì hội đồng xét xử của tòa phúc thẩm đã hoãn cái phiên tòa phúc thẩm với cái lý do là 2 người bị hại bị vắng mặt cùng với một người bị cáo được xem là người cầm đầu, đó là ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên ở cái vòng phúc thẩm này đó quý vị, thì chúng ta thấy một cái điều đó là những người bị hại hoặc là những người hoặc là bị cáo được mệnh danh là cầm đầu đó vẫn vắng mặt và phiên tòa vẫn được xảy ra. Như vậy cho chúng ta thấy một cái điều cái gì quý vị? Chúng ta thấy được cái điều là hội đồng xét xử sẽ có toàn quyền để quyết định sự có mặt hay là vắng mặt của người bị hại. Ở đây thì Thanh Việt biết rằng rất là nhiều quý anh chị có một cái thiện cảm đối với Tịnh Thất, thì sẽ cho rằng cái lỗi vắng mặt đó là do cái người bị hại mở ngoặc đóng ngoặc hèn nhát, không dám ra tòa để có nghĩa là trong cái phần đối chất để trả lời những câu hỏi của luật sư của cả hai bên. Thì Thanh Việt xin được nhìn cái vấn đề ở một cái khía cạnh khác hoàn toàn. Quý vị biết khía cạnh gì không quý vị? Thanh Việt vừa mới trình bày cho quý vị ở cái điều 292. Có nghĩa là bị hại có mặt hay không có mặt, nha quý vị, đều phụ thuộc vào hội đồng xét xử. Như vậy, cái người mà đáng trách ở đây, đó là hội đồng xét xử. Ở tại 2 vòng sơ thẩm và phúc thẩm đều cho phép cả 2 người bị hại vắng mặt. Nha quý vị, đều cho phép cả 2 người bị hại vắng mặt. Và cái lý do họ đưa ra đó là theo điều 292 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Có nghĩa là người bị hại mà nếu mà không yêu cầu bồi thường thì họ có quyền hoặc là có thể vắng mặt. Nha quý vị, có thể vắng mặt. Thì Thanh Việt xin được thưa chuyện của quý vị như thế này. Cái điều mà đúng nhất phải được áp dụng đó quý vị là điều 62, chứ không phải điều 292. Tại sao lại có điều 62? Thưa quý vị, điều 62 ở cái điểm thứ 3, trong đó nói gì? Trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Tức là trường hợp của 2 người bị hại này, nha quý vị, họ đều có những cái lá đơn yêu cầu khởi tố các nhân vật từ Tịnh Thất Bồng Lai. Hai cái lá đơn đó là từ ở bên đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và cũng như là ông Thảo. Họ đều có cái lá đơn tố giác, sau đó là yêu cầu khởi tố người bị hại. Xin lỗi quý vị, khởi tố bị cáo, bị can. Thì nếu mà trường hợp như vậy đó, là người bị hại có cái lá đơn yêu cầu khởi tố đó, thì bị hại hoặc là người đại diện của họ trình bày lời buộc tội tại phiên tòa. Thanh Việt sẽ được nhắc lại, ở theo cái điều 62 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, nếu mà cái người bị hại là người có lá đơn tố giác và sau đó là yêu cầu khởi tố bị can, đó, khởi tố Tịnh Thất Bồng Lai, thì cái người bị hại đó hoặc là người đại diện của họ phải có mặt để trình bày cái lời buộc tội. Và khi mà trình bày lời buộc tội thì chắc chắn sẽ có cái phần đối chất. Một số quý vị sẽ nói rằng, ồ khoan, ông có người đại diện mà. Thưa quý vị, người mà quý vị nghĩ rằng đại diện
cho bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ông Thảo đó quý vị. Không phải là bốn cái người luật sư, hai người từ ở miền Nam và hai người từ miền Bắc. Đó là những người luật sư bảo vệ quyền lợi của người bị hại, chứ không phải là người đại diện của họ. Lý do tại sao? Thưa quý vị, lý do là vì nếu mà là người đại diện đó quý vị, thì họ phải trả lời các câu hỏi của luật sư bảo vệ quyền lợi của bị cáo. Nhưng ở đây họ là luật sư bảo vệ quyền lợi của người bị hại, chứ không phải là người đại diện để có thể trả lời thay thế cho người bị hại. Đó là cái điểm khác biệt. Và cũng như Thanh Việt trình bày với quý vị, cái người đáng trách nhất dân quý vị đó là cái quyết định của hội đồng xét xử đã cho phép hai người bị hại đã nhiều lần không cần phải xuất hiện tại phiên tòa. Cái điểm thứ tư trong cái điều 62 đó quý vị, một số quý vị sẽ hỏi rằng như vậy là họ phải xuất hiện tại vì họ là người đâm đơn và họ có cái lá đơn để khởi tố. Và nếu mà họ không xuất hiện thì sao? Thưa quý vị, nếu mà họ không xuất hiện cho dù là vắng mặt có lý do và vắng mặt có lý do mà có cái vấn đề là bất khả kháng mà không đến được quý vị thì là một vấn đề khác. Nhưng những cái lý do mà không có khả quan thì họ bắt buộc phải có mặt. Và nếu mà họ không đến thì theo điểm 4 điều 62 Thanh Việt đã có trình bày một lần, đó là họ sẽ bị dẫn giải. Một số quý vị sẽ nói rằng Sam, tấm 7 người bị hại mà dẫn giải cái gì? Thưa quý vị, nếu mà trách Thanh Việt ở cái từ mà dẫn giải đó, quý vị phải đi vào lại Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Và ở trong đó có cái điều 62, chạy cái ngón tay xuống dưới một chút nữa, nó có điểm thứ tư. Điểm thứ tư nói rằng nếu mà anh cứ tiếp tục cố tình vắng mặt nhiều lần và gây trở ngại thì anh có thể bị dẫn giải. Nhưng quý vị nhé, anh có thể bị dẫn giải. Đó là điểm 4 điều 62 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đã được Quốc hội thông qua. Thì đó là cái nhận xét đầu tiên về cái nhóm bị hại. Cái nhận xét thứ hai là tư cách tham gia tố tụng. Đây là một cái điểm mà Tinh Việt thấy rằng đã được thảo luận rất là nhiều trong cái phần xét hỏi nhà quý vị và cái phần tranh tụng. Thì ở đây cái vấn đề đó quý vị là xung đột lợi ích, hay còn gọi một cách chính xác hơn đó là conflict of interest cho những quý vị đang sống ở tại nước ngoài. Conflict of interest, cái danh từ này khá quen, xung đột lợi ích. Quý vị nghe được ở những cái câu chuyện của chị Khang, khi mà chị Khang sử dụng ông kiện toàn thua nha quý vị, để có những cái buổi xét xử với những luật sư mà bị ăn đơn của chị Khang. Và ông kiện toàn thua là luật sư cá nhân của chị Khang và cũng là người đứng đầu trong cái gọi là cái ban mà khen thưởng và kỷ luật nha quý vị. Thì cái ban khen thưởng và kỷ luật đó quý vị thì sẽ kỷ luật và sẽ lắng nghe cái giải bày, giải trình của những người luật sư mà đã ăn những cái lá đơn của chị Khang. Thì những người đó chẳng hạn như là Hàng Ni, Thanh Trần, thì chúng ta thấy được rằng nó có một cái lợi xung đột lợi ích. Tại vì họ đã đối mặt với chị Khang mà chị Khang lại dùng luật sư cá nhân của mình để gọi là tứ bề thọ địch. Nhưng quý vị, là những câu chuyện tứ bề thọ địch đối với các vị luật sư mà là thành viên trong cái đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó nó gọi là xung đột lợi ích. Cũng giống như là vừa đá banh vừa thổi còi đó quý vị nhá, vừa đá banh vừa thổi còi, hay là một cái câu mà dân gian mèo khen mèo dài đuôi, hoặc là con hét thì mẹ khen, chẳng hạn như là Thanh Việt một muối không phải sáu muối, nhưng mà họ hàng của Thanh Việt thì cứ khen Thanh Việt là sáu muối, chẳng hạn như vậy đó quý vị. Nó gần như vậy, xung đột lợi ích. Thì bây giờ cái chữ mà xung đột lợi ích đó quý vị, nó xuất hiện khá là nhiều ngày hôm qua. Cái vấn đề được nêu lên đó, thứ nhất là về bị hại. Bị hại này thì đầu tiên cái vấn đề quan trọng đó là ông Thảo
thiệt hại gì về quyền và lợi ích hợp pháp. Thì câu chuyện này Thanh Việt đã nói cũng khá là nhiều, nhưng quý vị nhé, khi mà trong cái điều 331 á, người ta gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ căn bản, chẳng hạn như quyền được nói này, quyền được viết nè, thì anh đã lợi dụng những cái quyền đó để anh làm thiệt hại về cái quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, của các tổ chức khác. Thì câu hỏi được đặt ngược lại, thế thì cái quyền và cái lợi ích hợp pháp nào của cái cá nhân người bị hại đó đã bị ảnh hưởng? Mà Thanh Việt đã từng nói rằng ông Thảo cũng có thể trình bày là từ lúc mà bị các thành viên của tỉnh thất sau 2 năm dài mà họ chờ đợi, cuối cùng họ nói một câu và ví ông như là một cái con bò đó, thì cái quyền và lợi ích hợp pháp của ông bị ảnh hưởng như thế nào từ câu nói đó. Quyền và lợi ích hợp pháp này có thể nói rằng chẳng hạn như là cái tiền cúng dường có bị thấp đi hay không, cái tiền mà đóng góp của Phật tử vào trong cho ngôi chùa ông đang làm chủ trì có bị ảnh hưởng hay không, tất cả các cái buổi mà thuyết giảng của ông đi đến các chùa có bị giảm sút ngay sau khi mà có cái câu nói của các thành viên từ tỉnh thất hay không. Thì cái đó là cái mà gọi là bằng chứng vững mạnh nhất cho cái việc mà cái quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Thì ở đây ngày hôm qua các luật sư cũng đã nói về cái câu chuyện như Thanh Việt đã trình bày. Rồi, cái chuyện thứ hai nữa là người bị hại là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Cái điểm thú vị ở đây đó là các vị luật sư cũng nêu lên cái quan điểm là tỉnh thất Bồng Lai thì không thuộc quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên là cái hiến chương của giáo hội không được áp dụng cho họ. Nhưng quý vị, bên viện kiểm sát thì cho rằng không áp dụng hiến chương thì có thể là áp dụng điều luật trong bộ luật hình sự. Thì cái điều luật mà họ áp dụng là điều 331 vì họ xúc phạm đến cái cơ quan tổ chức. Thì thưa quý vị, cái điều mà họ xúc phạm đó, theo cái lá đơn tố cáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đó, thì nó lại không có là về Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, mà là nó là về Đức Phật. Về Đức Phật. Họ cho rằng các thành viên của tỉnh thất đã mạo nhận Đức Phật, xúc phạm đến danh dự, xúc phạm đến giáo lý, xúc phạm đến những cái điều căn bản nhất của Phật giáo. Và từ đó họ kết luận rằng vì họ đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở một cái tỉnh, nên là cái vi phạm đó nó xảy ra tại Long An, nên họ có cái quyền làm đơn tố giác, tố cáo. Thì Thanh Việt có trình bày về những cái vấn đề tôn giáo này rất là nhiều lần rồi, nhưng Thanh Việt không cần phải lặp lại câu chuyện này. Nhưng quý vị, mình chỉ có kết luận một cái đơn giản rằng đã có rất là nhiều những cái đạo lấy nguồn gốc là đạo Phật, sau đó rồi bổ sung thêm những cái cách mà tu và cái cách mà thực hành lời Phật dạy ở một cái góc độ là nó phù hợp với cái nền văn hóa, với cách sống, lối sống tại cái địa phương nơi mà cái đạo giáo mới được thành lập, chẳng hạn như Bổn Sư Kỳ Hương, v.v.v.v. Ở đây thì Thanh Việt không nói rằng cái có hay không có cái đạo của hoặc là tín ngưỡng mà bên của tỉnh thất Bồng Lai là gì. Nhưng quý vị, có phải là Bổn Sư Kỳ Hương không? Có phải là Tư Ân Hiếu Nghị hay không? Thì Thanh Việt không nói. Nhưng quý vị nhé, Thanh Việt chỉ biết rằng cái tín ngưỡng mà bên tỉnh thất đang theo đuổi đó quý vị, hay là đang thực hiện đó, nó có phản phất về đạo Phật. Tại sao? Vì đơn giản như tất cả quý vị thấy, ở đó có thờ Phật. Nhưng quý vị lại quên mất luôn một chuyện nữa, ở đó cũng có cả tổ chức, cả cái lễ Giáng sinh nữa. Nên không thể nào nói rằng đạo đó phải là Bổn Sư Kỳ Hương, đạo đó phải là Phật giáo, tự vì một cái tín ngưỡng nào đó mà đối với xã hội của chúng ta cũng chưa xác định được họ đang theo tín ngưỡng gì. Vì vậy mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có thể, nhưng quý vị, tố giác họ là mượn Phật giáo được. Nhưng quý vị, nếu mà tố giác tỉnh thất Bồng Lai mượn Phật giáo thì họ phải tố giác luôn các cái đạo như Bổn Sư Kỳ Hương, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài đã mượn một phần nào đó của Phật giáo. Và trong cái phần mà đạo Phật bị xúc phạm đó quý vị, thì Thanh Việt xin được nhấn mạnh
Và ngày hôm qua quên có chia sẻ với quý vị là ngay cả đài truyền hình Long An 34 có nói rằng không nhận Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm thấy rằng mình bị xúc phạm, Phật giáo bị xúc phạm, mà cả cái tổ chức Phật giáo thế giới họ có thể là kiện chúng ta. Thì thưa quý vị, đây là một cái sự hiểu lầm khá là trầm trọng. Thưa quý vị, là đạo Phật thì khác đạo Thiên Chúa Giáo, tức là Tòa Thánh Vatican, một ví dụ chẳng hạn như vậy nhé. Tòa Thánh Vatican là đi theo một cái khuôn khổ của một tổ chức thực sự mà nó liên quan đến vấn đề tôn giáo. Thì Tòa Thánh Vatican có cái quyền lớn nhất, nha quý vị, quyền lớn nhất để bổ sung các cái vị, các cái vị làm ở các cái giáo sư. Nó đi theo cái tầng lớp đàng hoàng. Nhưng quý vị, thì cái người mà đại diện cho đạo Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam sẽ có cái quyền lực để bổ sung các cái vị cha đến cho các giáo sư, chứ không phải là như bên đạo Phật của chúng ta. Chúng ta được Phật tử cúng dường thì chúng ta xây một cái chùa thật là lớn, rồi chúng ta gia nhập vào giáo hội, rồi là chúng ta nghiễm nhiên trở thành là người chủ trì. Còn bên của đạo Thiên Chúa Giáo, Tòa Thánh Vatican thì hoàn toàn khác nha quý vị nha. Không phải là có tiền thì mua một cái nhà thờ, mua một cái nhà thờ để xây dựng xong thì cử một cái người nào đó về làm cha. Không phải, nó phải có được sự bổ sung của cái giáo xứ đó. Thì cái đó là cái sự khác biệt giữa đạo Phật và đạo những cái đạo khác. Đạo Phật ở đây, cho dù chúng ta thấy được cái tổ chức Phật giáo thế giới, thì đây không phải là một cái tổ chức mà có một cái quyền lực, có nghĩa là sinh sát những cái giáo hội ở các quốc gia khác. Hoàn toàn không nha quý vị nha. Họ có thể kiến nghị, nhưng họ không có cái quyền sinh sát và kỷ luật những cái giáo hội khác hoặc những cái cá nhân khác. Đây chỉ là một cái tổ chức để gặp mặt hàng năm, như là tổ chức Phật giáo thế giới có cái chi nhánh tại Thái Lan, nha quý vị nhé, tại Sri Lanka. Thì đó là những cái tổ chức mà họ thành lập ra để các cái quý thầy, quý cô trên toàn thế giới từ nhiều cái nhánh khác nhau để có thể về những cái đại hội để gặp mặt, để thảo luận làm sao mà để phát triển Phật giáo. Đây không phải là một cái tổ chức mà đi nhòm ngó, đi cai trị, vì nó đi ngược lại hoàn toàn cái giáo chỉ của Đức Phật là gì? Mọi người đều bình đẳng và có tinh thần tự giác cao. Kế đến, Sở Thông tin và Truyền thông. Đây là cũng một điểm khá thú vị mà Thanh Việt cũng đã chia sẻ với quý vị rồi. Và ngày hôm qua thì các vị luật sư cũng nói đến cái vấn đề này. Nhóm luật sư đại diện cho bên Tịnh Thất đã nói cũng khá rõ về cái vấn đề của Sở Thông tin và Truyền thông. Nghĩa là gì quý vị? Nghĩa là chính xác là họ đội hai cái nón. Hai nón nào mà họ đội? Cái nón đầu tiên đó quý vị, là họ đội ở cái nhóm lần tôi là người đi tố giác, tố cáo. Tôi phát hiện ra được cái hành vi vi phạm của Tịnh Thất thông qua cái YouTube video. Khi mà tôi phát hiện được cái hành vi vi phạm đó, thì tôi có cái văn bản gửi cho công an tỉnh Long An. Tôi có văn bản gửi cho công an huyện Đức Hòa và các ban ngành có liên quan. Đó là cái nón mà được gọi là đi tố giác tố cáo. Rồi, sau đó thì bên cơ quan công an huyện Đức Hòa nhận được cái đó và họ có cái văn bản ngược lại cho bên Sở Thông tin và Truyền thông. Cái văn bản đó nói rằng các anh có thể giám định dùm cho chúng tôi những cái chứng cứ mà anh vừa gửi cho tôi đó. Anh giám định coi thử có phải là giọng nói của các thành viên của Tịnh Thất hay không, và ai nói câu nào, ai nói câu kia, và cái này có bị cắt ghép hay không. Thì cái đó là ở trong cái kiến nghị, cái quyết định để giám định gửi lại cho Sở Thông tin và Truyền thông. Thì cái lúc mà Sở Thông tin và Truyền thông nhận được cái đề nghị đó đó quý vị, thì bắt đầu họ đội vào cái nón khác hoàn toàn. Và cái lúc này cái nón của họ đề tên là ban giám định. Như vậy là một người được đội hai cái nón. Lúc nào ta thích đó, thì ta đội cái nón tố giác. Lúc nào ta không thích thì ta đội nón giám định. Như vậy là quý vị có tưởng tượng cái
cái câu chuyện nó giống như là nó cũng gần như là xung đột lợi ích, nhưng quý vị nhé, xung đột lợi ích, xung đột lợi ích. Mình la làng lên là mình bị mất vàng. À, và vàng thì nó có giấy chứng nhận chẳng hạn như vậy đi, hoặc là những cái viên kim cương. À, bây giờ mình kim cương nữa quý vị, mất kim cương cho nó giống chị Khang. À, mình la làng lên là mình mất kim cương, rồi sau đó thì cơ quan công an yêu cầu mình là hãy giám định luôn cái giấy tờ mà anh đưa cho tôi về cái giấy chứng chỉ của viên kim cương đó là thiệt. Thế rồi cái người mà mất kim cương đó quý vị, họ giám định luôn là cái tờ giấy của tôi, tờ giấy kim cương của tôi là tờ giấy thiệt. À, như vậy là không được đúng không quý vị? Nó trở nên là xung đột lợi ích. Nó giống như là tôi nói ra và tôi bảo đảm quý vị là lời nói của tôi là có thiệt. Nó giống như vậy đó quý vị. Dĩ nhiên là cái câu chuyện đó chúng ta nói hoài ở ngoài đời. À, tôi nói, tôi bảo đảm, tôi thề chết luôn á. À, thề chết, giơ tay lên trên trời, thề luôn. Nhưng mà thật sự cái đó chỉ là chuyện đùa vui. Nhưng quý vị, đùa vui ở bên ngoài đời thôi. Chứ còn mà ở một cái phiên tòa thì những câu chuyện đó là không được. Nó là xung đột lợi ích. Khi mà Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh Long An phát hiện, thì cái lúc mà giám định đó quý vị, nó phải giám định bởi một cái sở ở một cái tỉnh khác hay là thuộc một cái bộ ở bên ngoài tỉnh Long An mà nó không chịu sự chi phối của Long An. Cái đó là cái điều cần thiết để cho cái tính nghiêm minh nó được xảy ra. Nha quý vị. Rồi, một cái điều nữa mà bên nhóm luật sư bảo vệ cho Thiền Am cũng nhắc đến, đó là cơ quan công an huyện Đức Hòa vừa là người bị hại mà cũng là người vừa là người tiến hành quyết định trưng cầu giám định số 314. Và sau đó đó quý vị, thì họ chuyển cái trưng cầu giám định đó cho Sở Thông tin như là Thanh Việt vừa mới trình bày với quý vị. Và cũng là cái người mà phát hiện ra cái sai phạm. Vậy là nó đi vòng tròn, đúng không quý vị nhé? À, tôi phát hiện, tôi chuyển cho người bị hại. Rồi cái này là người bị hại là cơ quan công an. Họ đội lại cái nón rằng, à, tôi bây giờ tôi đội cái nón vào là cơ quan công an. Tôi ra cái quyết định trưng cầu giám định. Tôi gửi ngược lại cho cái người mà vừa mới đội cái nón là phát hiện đi tố giác. Thì bây giờ cái người phát hiện đi tố giác tạm thời đội lại cái nón là ban giám định. À, như vậy là chỉ có, đáng lẽ là có 4 người, nhưng mà chỉ có 2 diễn viên. Nhưng quý vị nhé, à, chỉ có 2 người thôi. Một vở kịch đáng lẽ 4 người, nhưng mà chỉ có 2 diễn viên. À, rồi 2 diễn viên đó đóng một lúc 2 vai. Nào quý vị cứ tưởng tượng là như vậy. Nhưng quý vị nhé, tưởng tượng là như vậy. Nó cũng giống như là cái câu chuyện khá khôi hài về đá banh. Nào quý vị, một ông bầu ở trong một cái giải vô địch, à, mà lại có đến 3-4 đội banh. Vậy là cái vấn đề đó là nó trở nên nguy hiểm, đúng không quý vị? Chẳng hạn như là một đội mà ông bầu đã làm chủ đó quý vị, sắp được vô địch rồi, thì lúc mà đối đầu với hai cái đội, ba đội còn lại của ông bầu đó, thì hai đội kia tạm thời là thua cuộc để cho một trong những đội bóng của ông bầu được lên hạng nhất, chẳng hạn như vậy. Chẳng hạn nó là như vậy đó quý vị. Nó là xung đột lợi ích, nó là như vậy. Rồi, một cái vấn đề nữa, đó là tổ điều tra của vụ án 331 liên quan đến Tịnh Thất, thì nó thuộc quyền chỉ đạo của công an tỉnh Long An. Nhưng quý vị nha, quý vị nhớ rằng sau khi mọi chuyện nó xong xuôi rồi đó, thì sau khi mà nhận được cái giám định, kết quả giám định của Sở Thông tin Truyền thông đó, thì cơ quan huyện Đức Hòa, công an huyện Đức Hòa có chuyển cái đó lên cho công an tỉnh Long An. Nhưng trong cái tổ điều tra đó đó quý vị, lại có những cái thành viên đến từ công an huyện Đức Hòa. Một số quý vị bắt đầu có giải thích là rằng, khoan, chúng tôi bên của công an tỉnh Long An rất là bận rộn, có thể là họ thiếu người nên họ mượn tạm các cái thành viên của công an huyện Đức Hòa, những người đã có kinh nghiệm trong cái vụ án này, lại tiếp tục giúp cho công an tỉnh Long An để giải quyết vụ án. Như vậy là có vấn đề gì mà phiền phức đâu, mình tiết kiệm thời gian, tiết kiệm người. Thưa quý vị, câu nói đó giải thích thì nó giống như là huề cả làng vậy. Nhưng quý vị, nhưng trong một phiên tòa, chúng ta không thể nào cãi như vậy được. Người bị hại thì ra người bị hại, người đóng vai trò đi tố giác thì là vai trò tố giác, người đóng vai trò kiểm định, kiểm tra thì là người đó, người đóng vai trò khởi tố của bên cơ quan công an là người khác. Chứ không thể nào một người vừa chơi đờn, vừa hát mà lại vừa chấm điểm.
Dĩ nhiên là ví dụ, Thanh Việt ví dụ đi, trong một cuộc thi hát nhạc bolero mà ban giám khảo, một trong các vị ban giám khảo có con đang thi hát. Thú vị phải không quý vị? Thú vị đúng không quý vị? Ban giám khảo chỉ có hai người thôi. Ví dụ vậy đi, ban giám khảo chỉ có hai người mà một trong các thành viên của ban giám khảo lại có con đang thi hát. Thì cái đó là lúc nào mà mẹ chẳng khen con là hát hay, đúng không quý vị? Nên là cái vấn đề đó nó trở nên là xung đột lợi ích. Và nó, cho dù là cái người giám khảo đó có cho điểm chính xác đi nữa, không có binh vực con, nhưng quý vị, nhưng nó là vẫn là những câu chuyện đàm tiếu. Những câu chuyện đàm tiếu. Và để cho chắc hết mọi cái khả năng có thể xảy ra, thì chúng ta loại những cái chi tiết đó trước khi mà chúng ta tự nhiên chúng ta hỏi rằng ồ, như vậy thì nó có bảo đảm cái tính nghiêm minh hay không. Tại sao mà mình không thực hiện một cái động tác trước khi mình hỏi câu đó, là mình dẫn đến phải hỏi cái câu là có tính nghiêm minh hay không, có sự xung đột lợi ích hay không. Nhưng quý vị, để hạn chế những cái câu hỏi như vậy thì nên không nên có những cái hành động để dẫn đến cái xung đột lợi ích. Và một cái điểm nữa, đó là ban giám định trong vụ án này vừa lãnh trách nhiệm xem xét, vừa giám định giọng nói của các bị cáo. Họ còn có trách nhiệm là chi cứu những bằng chứng trong các YouTube video. Này nha quý vị, thì đó là những cái vấn đề mà đối với Thanh Việt là nó khá là phiền phức trong cái tư cách tham gia tố tụng của một số các thành viên. Phần thời gian còn lại của cái phiên tòa ngày hôm qua, Thanh Việt phải nói rằng liên quan đến rất là nhiều về cái quy trình thu thập các cái bằng chứng, giải quyết các bằng chứng, trích dẫn như thế nào. Một số quý vị sẽ nói rằng bằng chứng thì là bằng chứng. Tôi khám nhà của anh, tôi thấy ở trong cái CPU, tức nghĩa là cái máy vi tính đó quý vị, tôi lấy hết nguyên cái máy vi tính đó đi, thì tôi so sánh những cái gì trong máy vi tính đó với những gì anh đăng. Chẳng hạn như ngày hôm nay Thanh Việt nói bài 374, rồi Thanh Việt để lên trên mạng xã hội, rồi Thanh Việt nói rằng ồ, có ai đột nhập vào đó, họ để đại lên cái bài 374 chứ không phải Thanh Việt để. Nhưng mà rồi thì người ta phát hiện ra rằng ngay trên cái laptop của Thanh Việt có cái bài tương tự như vậy. Thì lúc này kết luận ngay, như vậy là Thanh Việt có làm cái bài đó và có để lên. Và trong bài đó có những cái lời nói gì nó vi phạm, thì là Thanh Việt vi phạm. Chưa đủ nha quý vị. Đó chỉ là một trong những cái yêu cầu cần thiết, chứ chưa phải là tất cả. Một khi mà cái bằng chứng đó quý vị được đem ra tại tòa, thì nó phải được kiểm tra hết tất cả những cái chi tiết, những cái điểm quan trọng. Chẳng hạn là gì? Chẳng hạn như là trong cái đoạn video đó có trích xuất ra toàn bộ câu chuyện, toàn bộ cái câu nói, hay là một câu nói được trích xuất có nửa câu thôi, còn nửa câu còn lại thì bỏ quên đi, hoặc là người ta nói một câu này nhưng mà lại dịch ra thành một cái câu khác. Thì đây là những cái ví dụ mà đã được nói ngày hôm qua. Thì thưa quý vị, đầu tiên, trong cái quá trình mà thu thập bằng chứng đó quý vị, để cho nó được nghiêm minh và chính xác, thì nó phải có sự hiện diện của luật sư. Đó là cái quyền mà quý vị, quyền đó được thể hiện qua điều 73 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Tuy nhiên, trong phiên tòa ngày hôm qua, luật sư của bên tỉnh thất đã có trình bày với hội đồng xét xử rằng họ đã bị cản trở và gây khó khăn trong 2 tuần đầu tiên sau khi mà thân chủ của họ bị tạm giam. Và trong cái quá trình 2 tuần này, lúc thân chủ bị tạm giam thì họ đã bị hỏi cung, không có sự có mặt của luật sư. Và sự không có mặt của luật sư nó được tạo nên bởi theo các vị luật sư đó là họ bị cản trở và gây khó khăn trong cái quá trình mà xem xét những luật sư này có được chấp nhận là luật sư bào chữa cho các bị can hay không. Thì cái điểm mà Thanh Việt xin trình bày với quý vị, nếu mà cái trường hợp mà khi mà bị cáo, bị can, bị tạm giam, rồi bị hỏi cung, nhưng không có sự có mặt của luật sư,
Và cái vấn đề này đó quý vị, thì đối với Thanh Việt là bên của cơ quan cảnh sát điều tra nên hạn chế. Lý do là vì sao? Vì cho dù, nha quý vị, cho dù tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong cái phòng hỏi cung một cách hợp pháp, không có cái sự mà bức cung, ép cung hay sử dụng nhục hình, nhưng mà nó sẽ rơi vào cái tình trạng gì quý vị? Anh nói, tôi nói, phải biết ai nói đúng đây. Thì cái trường hợp này nó xảy ra đối với Tịnh Thất là sao? Các bị can, bị cáo từ Tịnh Thất, họ cho rằng trong hai cái tuần đầu tiên lúc mà luật sư của họ chưa được phép có mặt đó, thì họ đã bị ép cung, bị sử dụng nhục hình. Thì ở đây đó quý vị, bắt đầu nó đưa vào cái tình trạng là quan điểm cá nhân và chủ quan. Người mà thương Tịnh Thất thì nói rằng vậy là chắc rồi, chắc là bị rồi, chắc bị ép cung rồi, chắc bị sử dụng nhục hình rồi. Còn người mà ghét Tịnh Thất thì cho rằng tào lao những cái người đó cứng đầu, làm gì mà có chuyện ép cung, làm gì mà có chuyện nhục hình. Thì thưa quý vị, nó bắt đầu đưa vào cái tình trạng là anh nói, tôi nói. Vậy thì người chính giữa tin ai đây? Người chính giữa phải tin ai? Thưa quý vị, tùy theo cái tình cảm. Lúc đó bắt đầu nó có chữ tình cảm ở trong đó. Tôi thích thì tôi tin anh, tôi ghét anh thì tôi chẳng tin anh. Như vậy là chúng ta có cái phương pháp nào tránh những cái trường hợp đó không quý vị? Có. Quốc hội đã thông qua bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 với những cái điều luật để hạn chế những cái trường hợp mà Thanh Việt vừa mới mô tả cho quý vị, được gọi là tình trạng anh nói tôi nói. Ở đây Thanh Việt không nói rằng phải tin ai quý vị, tự vì nó rơi vào trường hợp đó rồi. Mà khi mà nó rơi vào trường hợp đó thì nó sẽ xảy ra trường hợp này. Đó là quy luật tự nhiên. Nhưng quý vị, quy luật tự nhiên, khi mà chúng ta về nhà, chúng ta giải quyết những cái vấn đề của hai đứa con của chúng ta cãi nhau, thì khi mà cha mẹ về nhà đó quý vị, là đứa em sẽ nói câu chuyện này, người anh sẽ nói câu chuyện theo hướng có lợi cho người anh, người em thì nói chuyện theo hướng có lợi cho người em. Vậy thì lúc đó cha mẹ phải sao đây? Cha mẹ, lúc đó không lẽ cha mẹ lại nói rằng tôi thương đứa em hơn, tự vì nó là con út, nó ra đời trong lúc hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như vậy. Rồi, này anh ơi, anh trai thì phải nhường cho đứa em, sao mà kỳ cục quá. Thì lúc đó nếu mà chúng ta dùng quyền lực, đúng quý vị, chúng ta ép cái đứa anh á, thì nó cũng sẽ nghe lời. Nhưng mà rồi sao quý vị? Người anh cả sẽ rất là hậm, ức lắm quý vị, ức lắm. Tại sao mà cha mẹ lại binh đứa em như vậy? Bây giờ nó mới là câu chuyện, đúng không quý vị? Nó trở nên là kỳ cục có là câu chuyện nó từ nhỏ nó sẽ thành to. Vậy là làm sao chúng ta phải hạn chế cái tình trạng mà anh nói tôi nói? Để hạn chế cái trường hợp đó thì Quốc hội, luật pháp Việt Nam cũng đã có, đó là tất cả mọi sự hỏi cung để cho nó được hợp pháp, có tính minh bạch, nó phải có sự có mặt của luật sư. Và chúng ta không thể dùng cái lý luận là cay ngay không sợ chết đứng, người ngay thẳng không sợ gì hết á. Thưa quý vị, cái đó là cái kiểu dẫn dạy theo dân gian, nha quý vị nha. Người dân dạng ra theo dân gian, người dân dạng theo những cái bộ phim từ ngàn xưa. Chúng ta không thể nào theo những cái triết lý như vậy. Tại vì sao quý vị? Những câu chuyện ở những cái thời buổi hiện tại, tất cả đều có thể được thay đổi. Và luật pháp sẽ được chỉnh sửa để có thể phù hợp với cái sự thay đổi trong cái suy nghĩ, trong cái quan hệ của con người. Vì vậy, trước khi mà trách cái trường hợp là anh nói tôi nói, thì chúng ta phải tự trách rằng tại sao lại không theo điều luật 73 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Có nghĩa là luật sư phải có mặt ngay từ ở phút ban đầu để tránh những cái trường hợp như thế này. Kế tiếp, tất cả những cái chứng cứ được thu thập rồi trích xuất từ máy vi tính, từ điện thoại, không có sự hiện diện của các luật sư bào chữa, lại một lần nữa rơi vào trường hợp này. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đó thì chúng ta phải dùng đến cái quan hệ tình cảm, quan điểm cá nhân. Nói ra là, ủa, anh là một công dân, không lẽ anh không tin cơ quan cảnh sát điều tra hả? Kỳ vậy? Anh rất là kỳ nha. Anh không tin cơ quan cảnh sát điều tra, vậy anh tin còn tin ai? Thưa vậy thì lúc đó là cái câu chuyện nó không phải là không tin hay là tin. Tại vì thay vì là trả lời tin hay không tin, thì chúng ta nói rằng, nếu mà như vậy đó thì chúng ta đã không có những cái oan sai bỏ lọt tội phạm, đúng không quý vị? Oan sai bỏ lọt tội phạm.
Cái câu chuyện ở đây là không phải là tin hay không tin, mà chúng ta kiểm tra chéo để cho tất cả mọi người cảm thấy minh bạch, công bằng, để cho không có cái chuyện mà nghi ngờ, nghi ngại. Anh có sửa gì không đó? Anh nói rằng anh giám định, nhưng mà giám định nó lại đổi một lúc 2-3 cái mũ lận. Đúng không quý vị? Tự chúng ta đi vào con đường đó. Và lúc đó thì chúng ta lại yêu cầu rằng đừng có suy nghĩ vớ vẩn, phải tin tưởng. Thưa quý vị, cái câu chuyện mà suy nghĩ vớ vẩn, nó không phải là vớ vẩn, mà nó là một sự kiểm tra để bảo đảm cái sự công bằng, minh bạch của các chứng cứ. Tại sao chúng ta không nghĩ theo cái đường hướng đó, mà chúng ta nghĩ rằng một khi mà một ai nói lên, họ đưa một cái câu hỏi lên, thì chúng ta lập tức nghĩ rằng cái nhân vật đó chắc là đang nghi ngờ mình làm cái gì đó, phải không? Tôi hôm nay tự nhiên tôi đi sớm thì nghĩ rằng tự nhiên Thanh Việt hôm nay đi làm sớm thì mọi người nghĩ rằng không lẽ ở nhà chắc gây lộn với vợ chẳng hạn như vậy. Hoặc là tự nhiên ngày hôm đó thì là Thanh Việt đi làm về trễ hơn, còn ở lại công ty chẳng hạn như vậy, thì mọi người nghĩ rằng bàn tán xì xào, ôi chà 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 chà, chắc là vợ ở nhà không nấu cơm đuổi ra khỏi nhà rồi nên bây giờ mới làm việc lâu như vậy chứ. Hay là chắc là bị tổ trưởng hay là giám đốc đang khiển trách nên sợ quá phải làm việc cho hết. Ồ, có vấn đề, có vấn đề. Đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Đó là những cái lời để tránh những trường hợp đó. Để tránh những cái trường hợp đó thì người ta luôn luôn người ta luôn luôn phải nghĩ đến một cái hướng tích cực chứ không phải là tiêu cực. Và tránh những cái vấn đề tiêu cực thì người ta phải làm những câu chuyện gì? Thì một trong những cái yêu cầu là khi mà thu thập, trích xuất đều phải có sự hiện diện của các luật sư. Video được trình chiếu tại tòa cũng là một cái vấn đề. Mặc dù chúng ta nghĩ rằng trời ơi, trên đó có hình ảnh, có phải là của Hoàng Nguyên Nhất Nguyên cái gì Nguyên Nguyên đó không? Có chứ, đúng rồi. Thấy rõ ràng những người đó mà, thấy là hát bolero giống y hệt như vậy mà. Ok, đúng rồi. Giọng đó có giống không? Giống luôn, quá giống luôn. Vậy thì bây giờ chiếu cái video trên laptop của thư ký hay là từ cái máy vi tính của cái tỉnh thất có hát gì đâu. Sao mà lắm chuyện vậy? Thưa quý vị, cái đó là câu chuyện mình nói ở bên ngoài xã hội. Mình nói ở một cái mạng xã hội trên YouTube xàm xí xọ như Thanh Việt thì không có vấn đề gì. Đúng không quý vị? Nói ở bên cạnh cái bàn nhậu, nói ở bên cạnh cái bàn bún bò Huế, quán phở thì không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Nhưng mà khi nói ở tại tòa thì nó lại là vấn đề khác. Nhưng quý vị, tại tòa là sao? Tất cả nó chỉ có một con đường, đường thẳng. Đường thẳng đó mà chỉ cần mà có một cái đoạn mà nó nhúc nhà, nhúc nhích, nó lên, nó xuống đó quý vị, là làm cho mọi người khó chịu. Làm cho mọi người khó chịu. Là tại sao mà lại chiếu từ cái laptop của cô thư ký? Là bắt đầu có cái suy nghĩ đó. Không lẽ là lúc mà chuyển qua thì có thêm, có bớt thêm tí mắm tí muối gì hay không? Hay là có bị chỉnh sửa hay không? Thì lúc đó là phải nói rằng chúng tôi đã đưa đi giám định rồi mà. Tôi đã giám định rồi. Sở Thông tin Văn hóa của tỉnh Long An giám định rồi. Thì lúc đó là luật sư lại nói tiếp rằng, nhưng mà Sở Thông tin Long hóa lại đội một lúc hai cái nón, vừa là người đi tố giác mà vừa người bảo đảm là cái bằng chứng là thật sự. Quý vị thấy nó bắt đầu nó phiền phức không? Tại sao mà không đơn giản? Tòa là cần phải có sự đơn giản. Tòa là cần phải có những cái câu trả lời có hay không có. Đừng giải thích dài dòng. Tại sao mà giải thích dài dòng? Tí nữa Thanh Việt sẽ trình bày với quý vị những cái chuyện mà giải thích dài dòng tại một phiên tòa. Đáng lẽ ra hội đồng xét xử cần phải cấm. Cấm cái người trả lời, có những cái câu trả lời là giải thích. Chẳng hạn như là Thanh Việt ngày hôm qua có ở cái văn phòng đó hay không? Thì thay vì trả lời là có hoặc là không, thì Thanh Việt ngay tại phiên tòa thì trả lời rằng ngày hôm qua là vì vợ gọi điện thoại gấp quá nên là chạy thẳng về nhà nên là không có văn phòng. Nhưng mà trong quá trình chạy về nhà đó thì là nó có cái đèn, có một cái vụ đánh lộn gì đó nên là sợ quá, Thanh Việt xàm xí xọn, sợ quá, nhát quá, không phải xấu múi nên vội vàng chạy qua một con đường khác để tránh cái đường đó. Nhưng mà trong cái quá trình tránh đó thì thay vì về nhà lúc 7 giờ, nó lại về nhà lúc 7 giờ rưỡi. Như vậy là 30 phút đó nó lại ở đâu? Quý vị thấy không quý vị?
Quý vị thấy là bắt đầu nó có những cái chuyện nhập nhằng ở trong này. Nhưng quý vị, nó nhập nhằng. Vì thế mà tất cả những cái bằng chứng nó phải chính xác từng giây, từng chữ một. Sai một chữ là người ta bắt đầu nghĩ. Mà nghĩ một chữ sai thì có thể nhiều chữ sai. Lúc đó thì không lẽ chúng ta, tôi bảo đảm, tôi thề danh dự đó. Tôi, lời nói của tôi là tôi chịu trước pháp luật. Thưa quý vị, cái vấn đề của anh chịu trước pháp luật hay không chịu pháp luật là một cái vấn đề khác, nó hoàn toàn không có một cái ý nghĩa gì. Nhưng quý vị nhá, không có ý nghĩa gì. Tiếp tục. Vai trò của người làm chứng, đây là một trong những cái điều mà Thanh Việt cũng khá là bức xúc. Đó là điều 66 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Ngày hôm qua, điều tra viên cũng như ban giám định và một số cái câu chuyện của ngay cả các bị cáo, rồi người làm chứng. Nhưng quý vị, điều tra viên, ban giám định, người làm chứng, rồi bị cáo, đã làm cho một cái phiên tòa nó có một chút như là một cái phải gọi là cái gì quý vị, thiếu cái tính chất nghiêm minh, hơi bị trời trời, và người nào cũng có một cái quyền. Nhưng quý vị, thì Thanh Việt có ý kiến như thế này. Đối với những người bị cáo, nếu mà họ chọn cái quyết định rằng không trả lời, nghĩa là gì quý vị? Nghĩa là họ có một cái chiến thuật nào đó, chẳng hạn như vậy. Hoặc là họ cho rằng thà là không trả lời, vì nếu mà trả lời có thể là sẽ dây dưa vào những cái câu trả lời khác và bị ảnh hưởng đến cái bản án của mình, thì tốt nhất là không trả lời. Tại vì không trả lời có khi là có cái lợi nhiều hơn cái hại. Đó là về người bị cáo khi họ quyết định chơi cái phương pháp đó. Điều đó cũng là bình thường. Điều đó hết sức là bình thường. Có nghĩa là anh sẽ đưa cái vấn đề đó ra và anh sẽ chọn cái phương pháp đó, mặc dù cái phương pháp đó nó có thể là một cái ván bài. Nhưng quý vị, có thể là một ván bài. Nếu trúng thì anh tốt cho anh. Còn nếu mà không may nó tạo nên những sự hoài nghi thì cái bản án nó có thể cao hơn. Tùy. Đó là về người bị cáo. Nhưng người làm chứng thì thưa quý vị, lại không được nha quý vị nha. Vì theo điều 66 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, trách nhiệm người làm chứng phải khai báo, không được gian dối và không được từ chối khai báo, trốn tránh việc khai báo. Như vậy thì lúc đó đó quý vị, họ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu được chứng minh rằng họ trốn tránh cái trách nhiệm khai báo. Nếu mà trốn tránh trách nhiệm khai báo. Và cũng có những cái chuyện khá tức cười khi mà người bị hỏi tại cái phiên tòa, người làm chứng bị hỏi, thì cái người làm chứng đó thay vì trả lời thì lại trả lời bằng một câu hỏi. Cái này là chúng ta thấy ở ngoài đời thường là chuyện bình thường. Chứ ngoài đời rất là bình thường. Nhưng quý vị nhé, Thanh Việt hỏi một cái vị nào đó, thì thay vì trả lời cái câu hỏi của Thanh Việt đó, thì người đó lại bắt đầu trả lời một cách nó vui vui hơn. Tôi xin hỏi như vậy thì tại sao anh hỏi tôi câu đó? Thay vì trả lời thì người ta lại hỏi ngược lại mình. Thì cái điều đó là không chấp nhận tại phiên tòa. Nhưng quý vị nhé, và cái người luật sư không có cái bổn phận, nhưng quý vị không có cái bổn phận sẽ yêu cầu người đó phải trả lời. Mà ai quý vị? Hội đồng xét xử. Hội đồng xét xử là người cầm cái cán cân, cầm cái điều chỉnh cái hoạt động, cái chất tự của phiên tòa. Thì người trong hội đồng xét xử sẽ có cái quyền yêu cầu người đó phải trả lời và tuân theo cái điều luật nào trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Chẳng hạn, điều tra viên có trách nhiệm trả lời câu hỏi của luật sư. Và không cần phải giải thích dài dòng. Những câu hỏi mà hay nhất là chỉ có những câu có hay không có. Nhưng quý vị, thì hội đồng xét xử phải áp dụng những cái điều luật trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự để yêu cầu điều tra viên hoặc người làm chứng hoặc là người có cái lợi ích trong cái vụ án này phải trả lời. Thì đây, Thanh Việt cho quý vị nghe sơ qua nha quý vị nha. Video này để quý vị cái đoạn thu âm này để quý vị thấy được. Đây là cái câu trả lời của điều tra viên của cái ban giám định, và quý vị sẽ thấy nó có nhiều điểm thú vị ở trong đó.
Ông có trả lời cho hội đồng xét xử biết rằng là cái ngày 12 tháng 12 ông có mời cô Võ Thị Ti và Phúc, ông Trần Ngọc Lễ Thắng và bà Nguyễn Thị Mai. Sau đó ông đưa cho cô Bi cho ông Thắng và bà Mai ra về nhà. Kính thưa hội đồng xét xử là những hội của lực lượng là tôi đặt trình bày. Dạ, đúng rồi. À, còn thứ hai, như vậy với cái chức trách của một điều tra viên trong thời điểm đó, ví dụ như ông cũng đòi bất cứ người dân nào đến làm việc thì ông đòi hay lớn thì ông đòi phải biết rồi. Kính thưa hội đồng xét xử, cái câu hỏi của luật sư vừa đặt ra là không đúng với cái vai trò nhà chính tòa. Rồi, quý vị thấy đó, hội đồng xét xử không có trả lời nhé. Cái ngày mà ông mời Thu Vi theo yêu cầu của bộ Thắng Bảo Mai, như vậy cái trình tự mời thế nào? Tức là có đơn của bộ Thắng Bảo Mai rồi ông mời hay là điện thoại cho Thu Vi? Kính thưa hội đồng xét xử, tôi thấy câu hỏi này cũng không có liên quan đến cái tư cách gì đâu. Nhưng chúng tôi có hai cái mời do chính ông ký tên số 15 và 16 ngày 11 tháng 12. Quý vị đang nghe giọng nói của luật sư Lân, còn người bên kia là bên đại diện của bên cơ quan cảnh sát điều tra. Kính thưa đồng xét xử, với câu hỏi của luật sư thì cái vấn đề luật sư vừa đưa ra nó nằm ở một cái vụ việc khác. Xin cho phép tôi được hỏi ông Nguyễn Lê Thanh Nguyễn. Quý vị vừa nghe đó nha quý vị. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở bên của điều tra viên họ từ chối trả lời những cái câu hỏi cũng rất là quan trọng. Nhưng hội đồng xét xử cũng đã đồng ý và không có sự can thiệp ở trong này. Thì nó hơi lạ. Quý vị sẽ cho rằng những bị cáo họ cũng không trả lời những câu hỏi vậy. Thưa quý vị, những bị cáo đó quý vị, họ không trả lời những câu hỏi của luật sư của cả hai bên, nhất là ở bên của người bảo vệ cho người bị hại đó quý vị. Thì họ chọn cái quyết định đó đó quý vị, nó thiệt hay là lợi, thì họ sẽ chịu trách nhiệm. Họ chọn cái con đường đó thì lợi, bất lợi hay là có được cái lợi thì đó là họ chọn. Nhưng cái trách nhiệm của người làm chứng, nhờ quý vị, nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng để cho một cái vụ án. Còn người bị hại, xin là người bị cáo đó quý vị, họ trả lời không, họ không trả lời, đó là họ tự làm một cái phương thức mà họ đánh bạc. Họ quyết định chọn cái đó từ vì họ nghĩ rằng họ không trả lời thì có lợi hơn cho họ. Nhưng quý vị, còn ở bên của người làm chứng đó thì không có cái chuyện mà bất lợi hoặc là có lợi, vì cái trách nhiệm của họ là phải trả lời để phục vụ cho cái phiên tòa. Bây giờ Thanh Việt tiếp tục cho quý vị nghe cái đoạn kế tiếp của luật sư, một vị luật sư từ ở bên của Tịnh Thất và cái người đại diện của ban giám định cũng như là điều tra viên. Chúng ta nói là trong tất cả các cái bước quá trình thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu thì đã thực hiện theo đúng các quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Thì tôi xin hỏi anh thêm là trong tất cả những cái lần mà trích xuất dữ liệu từ các cái thiết bị của các bị cáo của tôi hôm nay thì có mời luật sư đến tham dự cái buổi trích xuất đó không? Đối với câu hỏi của luật sư thì tôi xin hỏi luật sư, khi chọn cơ quan điều tra trích xuất dữ liệu là các luật sư có được tham gia không? Hỏi ngược, quý vị nha, trả lời bằng cách là hỏi ngược. Đối với câu hỏi của luật sư Ngô Thị Hoàng Anh thì tôi xin phép không trả lời, tại vì nó hỏi các luật sư đã tham gia những buổi trích xuất dữ liệu như thế nào, đều có chữ ký của luật sư trong hồ sơ. Câu hỏi này tôi xin không trả lời, tại vì nó không. Nó là câu hỏi này quá nhiều được.
Họ không thích các luật sư ở đây, mình cũng là cùng làm sao cho cái dự án không quan sai. Giờ luật sư nói làm gì là tụi tôi đây là à, quý vị đang nghe cái sự chia sẻ của ban giám định. Thì thưa quý vị, trong một cái phiên tòa mà nó chuyên nghiệp đó quý vị, thì những câu chuyện như thế này là không được nói nha quý vị nha. Tại vì sao? Sự trả lời ở bên ngoài cái câu hỏi, trả lời bên ngoài cái câu hỏi của luật sư hay là của người đại diện, nó sẽ đem đến một cái ích lợi hay là cái hại cho bên của bị cáo hoặc là cho bên người bị hại. Vì vậy, hội đồng xét xử phải can thiệp, thực sự can thiệp vào bất cứ những cái câu trả lời nào ngoài cái câu hỏi. Hội đồng xét xử can thiệp vào những cái câu hỏi của luật sư và yêu cầu luật sư là phải đi thẳng vào câu hỏi chứ không hỏi và trả lời. Và nhưng Thành Việt thấy một cái điểm, đó là hội đồng xét xử không can thiệp vào sự trả lời của những người làm chứng, trong đó có ban giám định và điều tra viên. Những sự chia sẻ như thế này của ban giám định là một cái điều không cần thiết và không được nói. Đây, quý vị nghe lại cái đoạn này nha quý vị nha. Từ khi quá trình các luật sư tham gia dự án, đối với câu hỏi của luật sư Ngô Thị Hoàng Anh thì tôi xin phép không trả lời. Tại vì trong một dự án các luật sư đã tham gia những buổi tiếp xúc dữ liệu như thế nào, đây đó, đây cho quý vị luật sư trong một cơ câu hỏi này tôi xin không trả lời, tại vì nó không, nó là câu hỏi này quá nhiều cường. Mời hoàn toàn không có bỏ họ không thích các luật sư ở đây, mình cũng là cùng làm sao cho cái dự án không quan sai. Giờ luật sư nói làm gì là tụi tôi đây là làm che giấu tội phạm hay gì, tôi nói mình ở đây là vâng, ở đây không có che giấu tội phạm, tất cả đều một cách rất là chuyên nghiệp nha quý vị nhé, đối xử với nhau một cách chuyên nghiệp, không tình cảm, không có tụi tôi ở trong này thưa quý vị. Tất cả những cái danh từ đó cần phải được chấm dứt tại một phiên tòa. Như vậy thì mọi người nhìn vào nó mới có tính chất chuyên nghiệp một chút quý vị. Và không thể nào một người lúc đó thì không phải là điều tra viên nữa quý vị, là một người làm chứng thôi. Không thể nào gọi là cái chức phận của người đó. Tại vì khi mà ra tòa đó quý vị, thì điều tra viên hay không phải điều tra viên hay ban giám định cũng đều không là gì hết. Tất cả chỉ là những người làm chứng. Như quý vị, và làm chứng như vậy thì không có nói lên quan điểm cá nhân. Chẳng hạn như là không nói quan điểm là đó là một câu hỏi dư thừa. Không nói cái quan điểm nó như vậy được. Như vậy là anh đang tạo vào trong cái đầu của hội đồng xét xử những cái câu chuyện rất là dư thừa. Nó gây ảnh hưởng đến cho cái kết quả của vụ án bằng cái những câu trả lời như thế này. Câu hỏi rất là dư thừa. Hoặc là bên ban giám định thì nói rằng ủa sao mà các vị luật sư lại xem tụi tôi là cái người mà gọi là làm ra những cái chứng cứ để che giấu tội phạm hay cái gì như vậy, chúng tôi đâu có làm như vậy. Thưa quý vị, đó là những cái quan điểm cá nhân, và những cái quan điểm cá nhân thì thực sự tại một phiên tòa không ai cần thiết phải biết. Nhưng quý vị, không ai hỏi rằng cái quan điểm cá nhân của ban giám định đó về gia đình cô Diễm My như thế nào, không cần biết. Và cũng không ai hỏi ồ thế thì luật sư Lân hoặc là luật sư Ngô Anh nghĩ như thế nào về cái câu chuyện của gia đình của bên tỉnh thất. Thưa quý vị, đó là những cái cá nhân. Những câu trả lời cá nhân cần phải được chấm dứt tại một phiên tòa án hình sự. Không ai cần biết cái quan điểm cá nhân của những người đó. Nhưng quý vị, không ai cần biết. Chúng tôi chỉ biết rằng trên cái mặt pháp lý chính thức, điểm A là gì, điểm B là gì, nối điểm A và điểm B lại được hay không. Tôi không cần biết là anh nghĩ gì ở tại nhà, anh về nhà, vợ anh có đồng ý với những điều anh nói hay không, đó là chuyện của anh và chúng tôi không cần biết. Như vậy, những cái điều không cần biết nó sẽ dư thừa, và dư thừa nó sẽ làm cho vụ án nó bị ảnh hưởng cực nặng. Những câu nói rằng câu hỏi của luật sư rất là dư thừa, như vậy là những câu đó đang hạ cái uy tín của những người luật sư và làm cho cái ảnh hưởng của luật sư, những câu nói kế tiếp của luật sư sẽ bị ảnh hưởng.
hội đồng xét xử sẽ có một cái trong đầu là à, cái người điều tra viên đó người ta coi thường quá, đúng là những cái luật sư này quá tầm thường, hỏi những câu dư thừa. Thưa quý vị, trên một cái vấn đề Thanh Việt xin được trao đổi với quý vị như thế này. Tại một phiên tòa, hai luật sư của cả hai bên đang tranh cãi cực kỳ, cứ như là chuẩn bị nhảy bổ vào nhau, nếu có cơ hội là họ tát mặt nhau liền lập tức. Đó là mình cảm tưởng là như vậy thôi thưa quý vị, mình cảm tưởng là như vậy thôi. Nhưng thực sự là gì quý vị? Tất cả những câu chuyện nào ở tại tòa thì để tại tòa. Khi ra khỏi tòa rồi, họ có thể là những người bạn của nhau. Những người bạn này trở về để ăn một bữa tiệc. Nếu mà phiên tòa còn xảy ra thì chắc chắn không bao giờ được thảo luận cái vấn đề về phiên tòa. Về nhà cũng không bao giờ nói với vợ con. Tôi nghĩ rằng cái vụ án của Tỉnh Thất Tiêu Tùng, thưa quý vị, đó là cái lương tâm, cái trách nhiệm, giống như là lương tâm trách nhiệm của một bác sĩ vậy, lương tâm trách nhiệm của một luật sư cũng tương tự như vậy. Tất cả phải chuyên nghiệp. Nhưng quý vị, không có những cái quan điểm cá nhân được nêu ra trong những câu chuyện như thế này. Thành Việt hoàn toàn có một cái sự phản đối về cái câu chuyện xảy ra ngày hôm qua. Trước khi bắt đầu ở cái phần kế tiếp là cái phần bằng chứng có dấu hiệu bị thay đổi, thì cho phép Thanh Việt được uống một tí nước. Và trong thời điểm này, quý vị nào chưa bấm nút like thì xin mời quý vị nhớ bấm nút like. Và quý vị nhớ để lại cái lời bình. Thanh Việt rất là thích thú khi đọc những cái lời bình luận, cho dù cùng chiều hay trái chiều, luôn luôn là những ý kiến hay. Đúng không quý vị nhé? Một số cái điểm được nêu ra trong cái trong cái buổi tòa ngày hôm qua đó quý vị, thì có vài điểm cũng khá là đặc biệt. Thanh Việt được chia sẻ với quý vị như thế này. Thứ nhất là trong cái video clip phim hài Vùng Đất Bí Hiểm, Vùng Đất Bí Hiểm, Thanh Việt cũng đã nói với quý vị khá là nhiều rồi, đúng không quý vị? Khá là nhiều rồi. Nhưng có một cái câu nói mà ở trong đó là có cái đoạn là xuyên tòa. Đây, Thanh Việt. Thì có cái câu nói nào đây? Được cho là xuyên tạc giáo lý nhân quả của Phật giáo. Thì ở trong cái bản cáo trạng đó, trong cái kết luận, đi thẳng luôn kết luận của tòa đi quý vị. Kết luận của tòa, họ nói rằng đạo Phật chỉ khuyên người ta đừng làm ác. Và nếu người ta làm ác thì không có cái luật nào để trị tội người làm ác đó. Thì thật sự đó quý vị, ở cái băng video đó và đã được xác định không phải là đạo Phật, mà nó thật sự là gì quý vị? Nó là đạo Pháp. Câu nói phải là đạo Pháp không khuyên người ta làm ác, chứ không phải là đạo Phật không khuyên người ta làm ác. Như vậy là ở bên của Viện Kiểm sát cũng như là cơ quan cảnh sát điều tra đã có kết luận xuyên tạc giáo lý nhân quả của Phật giáo là sai. Rồi sau đó là ban giám định và cuối cùng là tòa sơ thẩm cũng đã copy đúng y hệt như những gì Viện Kiểm sát và cơ quan cảnh sát điều tra đã nói. Đây là cái trang chính của kết luận chính thức từ tòa sơ thẩm đó quý vị. Thay vì nói là đạo Pháp thì họ lại viết xuống là đạo Phật. Đó là cái điểm bị thay đổi hay là nghe nó bị chật. Rồi, cái điểm chật thứ hai là trong cái đoạn video clip người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày mùng 1 Tết. Trong đó có một cái câu gọi là mạo danh Đức Phật, xúc phạm Phật giáo đó quý vị. Là cái câu mà quỳ xuống và gọi là tắc bạch đó. Nè, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Thầy Bổn Sư Giáo Chủ Giải Thoát Hiện Sinh Truyền Đạo Hồng Hạc Vân Du. Rồi cái đoạn kế tiếp cũng có cái câu kính lạy Thầy Bổn Sư Giáo Chủ Giải Thoát Hiện Sinh Truyền Đạo Hồng Hạc Vân Du. Trước khi mà nói về... thì cái câu mà người ta muốn sửa đó quý vị, đó là cái câu mà truyền đạo. Thì thật sự cái câu mà được nói ở trong cuốn video đó là thiền đạo. Thiền đạo. Rất là tiếc là bên của là luật sư của bên Tỉnh Thất đó quý vị, thì lại khi mà cái người của Tỉnh Thất bị cáo đã trả lời cái câu thật sự nó phải là thiền đạo chứ không phải là truyền đạo, thì người ta kết thúc liền cái phần
xét hỏi đó. Thực sự ra đó quý vị, tự vì đôi khi nó được cái cách phát âm, nó nghe qua cái microphone nó bị lạc, hoặc là cái giọng nó không được chuẩn, không được theo đúng, thì người ta phải đánh vần. Để chính xác đó quý vị, phải đánh vần. Có nghĩa là nãy giờ là mình quan điểm bị sai, đạo Pháp thật là đạo Phật. Khi mà mở cuốn băng video lên thì chúng ta nghe nó thoang thoảng là đạo Phật và đạo Pháp. Nhưng mà nếu nghe kỹ một lần nữa thì đó là đạo Pháp. Rồi cái câu thứ hai là câu truyền đạo, thì được đề vào trong bản cáo trạng, trong cái kết luận của tòa án. Nhưng thật sự nó là thiền đạo. Nghe rõ lại một lần nữa thì đó là thiền đạo. Thì không may là sau khi nghe được chữ thiền đạo thì cái phần xét hỏi được chấm dứt. Đáng lẽ là phải đánh vần luôn, nhưng quý vị đánh vần hết cái chữ ra, T-H-I-E-N, thiền, thiền đạo, chứ không phải là truyền đạo, T-R-U-I-I. Nhưng quý vị, đó là cái điều mà thầy Việt nghĩ rằng nên có, để cho nó được chính xác từng chữ một. Tại vì sao quý vị? Tại sao mà lại bắt cái này truyền đạo hay thiền đạo thì cũng vậy thôi, đạo Pháp hay đạo Phật cũng vậy thôi. Thưa quý vị, nếu mà nó chật ở hai cái điểm này thì chúng ta có đôi khi chúng ta tự nhiên chúng ta hỏi rằng, ủa, hai điểm chật trong cái bằng chứng này, liệu những cái chữ còn lại trong các bằng chứng khác có bị chật không ha? Cũng có khả năng lắm chứ. Thì tại sao tự nhiên mình lại rơi vào trường hợp đó làm gì? Đúng không quý vị? Tại sao mình lại phải để cho người ta có những câu hỏi kế tiếp? Vì vậy, sai một chữ, nhưng quý vị, cho dù nó không ảnh hưởng liền, nhưng nó làm cho mọi người sẽ nghi ngại những cái phần còn lại, liệu nó có bị sửa chữa hay không. Chẳng hạn như luật sư có nêu lên là bị bắt ngày 4 tháng 1, chứ không phải là ngày 5 tháng 1. Mặc dù hồ sơ được ghi ngày 5 tháng 1, nhưng chính thức bắt ngày 4 tháng 1, chỉ có khác một ngày. Khác một ngày thì đã ở tù chẳng hạn như là gần một năm rồi. Nhưng quý vị, khác thêm một ngày cũng không quan trọng gì nữa. Nhưng đó là thêm một điểm trừ. Nãy giờ là mình có 3 điểm trừ rồi. Nhưng quý vị, chữ truyền đạo là chật. Chữ đạo Phật là chật. Chữ ngày 5 tháng 1 là ngày 5 tháng 1 là chật. Như vậy là cả ba cái chật như vậy làm cho mọi người nghi ngại, không biết còn cái chật nào nữa không đây. Đúng không quý vị? Vì vậy, để hạn chế cái sự nghi ngại của con người thì người ta cần phải làm nó chắc từng chữ một tại một phiên tòa. Quý vị cũng xin được nói rằng hình như luật sư của bên người bị hại có nói rằng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hình như là luật sư ở bên đó họ có hỏi một trong những bị cáo rằng cái câu nói của anh chàng này nè, cái câu nói của bà Cao Thị Cúc á, có đề cập đến cái chữ mà Thích Ca hay không? Thưa quý vị, hình như là đang đề cập đến, tại vì cái người viết cái kịch bản này và cái người mà đọc cái này đó thì họ nói rằng họ không có mạo nhận Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà hình như là luật sư của bên đó muốn hỏi rằng, thế anh nói anh không có mạo nhận, nhưng mà anh có nói cái câu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Thì bên của tỉnh thất đã không trả lời câu này. Nhưng thực sự đó quý vị, trong bất cứ một cái lời tắc bạch nào thì người ta phải nói lên niệm cái danh hiệu của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca trước. Đó là câu chuyện bình thường, chứ ở đây không có mạo danh ai hết nha quý vị. Trước khi mà nói rằng kính bạch thầy, kính bạch hòa thượng, kính bạch thượng tọa, kính bạch đại đức, kính bạch giảng sư, thì người ta nói là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người ta đang gọi là cái gì quý vị? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đó là hướng về Phật, hướng về kinh, hướng về cái Pháp là cái giáo lý, và hướng về Tăng tức là các quý thầy. Vì vậy người ta sẽ nói rằng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là đang quy y Phật, hướng về Phật trước. Chứ không phải ở đây là có cái sự mạo nhận gọi thầy đó là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nha quý vị. Hay gì nếu mà cái vị luật sư nào đó muốn bắt bẻ cái đó thì xin dừng lại, tự vì nó hơi bị lố đà. Rồi, phần xét hỏi liên quan khá nhiều đến cái khái niệm về dấu vết tội phạm và nguồn gốc của video. Tại sao vậy quý vị? Tự vì phần còn lại của chương trình khoảng 2 phút thì Thanh Việt xin được nói như thế này. Ngày hôm qua một phần lớn cái thời gian họ nói về cái gọi là cái dấu vết tội phạm.
do cái danh từ của bên cảnh sát điều tra. Họ dùng cái danh từ là dấu vết tội phạm. Thì không biết là quý vị có để ý đến cái danh từ dấu vết tội phạm này hay không. Thì câu chuyện nó bắt đầu như thế này. Bên tỉnh thất có đăng tải những cái video được cho là bằng chứng về cái vi phạm 331. Những cái video này được đăng tải trên hai tài khoản Hoàng Nguyên Nhất Nguyên cũng như là Năm Chú Tiểu Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Sau đó thì một số video được cho là làm bằng chứng đã bị xóa. Nhất là hai video có liên quan đến cơ quan công an huyện Đức Hòa. Nhà quý vị, cơ quan công an Đức Hòa. Trong đó cái video là tin báo khẩn cấp về kết quả vụ án 50 người, rồi tin báo khẩn cấp là Diễm My bị bắt cóc, chẳng hạn như vậy. Hai cái video đó đã được xóa rồi. Trên cái trang chính thức của Hoàng Nguyên Nhất Nguyên hoặc là trên trang Năm Chú Tiểu chúng ta đã không tìm thấy. Tuy nhiên, dù nó đã bị xóa đi rồi, vậy thì cơ quan điều tra lấy từ đâu ra? Thưa quý vị, cơ quan điều tra thì mới lấy đây thôi. Nhưng quý vị, thế thì họ lấy từ đâu ra? Một số quý vị nói với Thanh Việt rằng họ đã theo dõi vụ án này từ lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Thưa quý vị, nếu mà cái bằng chứng được thu thập từ lâu rồi đó quý vị, thì nó không chính xác nha quý vị nhé. Nó không chính xác. Tại sao vậy? Tự vì bằng chứng được thu thập trong cái quá trình gì quý vị? Trong cái quá trình khởi tố để điều tra vụ án. Quý vị, trong quá trình khởi tố điều tra vụ án. Nhưng cái video đã được xóa rồi, vậy thì họ lấy từ đâu ra? Thì theo cái biện luận của bên cơ quan cảnh sát điều tra đó, họ lấy những cái video làm bằng chứng đó từ cái nguồn copy mà trên mạng xã hội, mà mạng xã hội đó là tài khoản được làm chủ bởi các người không thuộc trong tỉnh thất Bồng Lai, không phải là bị cáo. Họ cũng nói như vậy. Nhưng họ gọi các cái video, các cái nguồn video này được copy lúc mà tỉnh thất Bồng Lai đăng tải cái video đó trước khi mà bị xóa, thì họ đã lấy xuống. Sau đó họ đưa lên lại trên mạng xã hội. Họ đây là những người không thuộc các cái bị cáo đến từ tỉnh thất Bồng Lai. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra gọi là dấu vết tội phạm. Có nghĩa là anh đã xóa cái đó rồi, nhưng mà cái dấu vết anh còn để lại trên đường đó. Nhà quý vị nhé, đó là cái mà người ta gọi là dấu vết tội phạm. Thì ở đây, cái câu hỏi kế tiếp đó quý vị là vậy thì làm sao tôi biết được cái dấu vết tội phạm này không bị thay đổi? Cái dấu vết này không bị thay đổi. Để cái dấu chân trên đường, nhưng mà lại có một người bước lên, thì cái dấu chân đó là bao nhiêu phần trăm của tội phạm, bao nhiêu phần trăm là khách qua đường? Thì thưa quý vị, bên cơ quan cảnh sát điều tra họ có nói rằng họ đã đi giám định các cái video clip này rồi. Rồi họ giám định luôn các cái video clip được tìm thấy từ trong phone, trong CPU, và so sánh với cái nguồn copy thì họ thấy là nó khá giống nhau. Giám định luôn cả cái giọng nói và tên. Nhưng Thanh Việt xin được lưu ý một số điểm như thế này, là các cái video clip ở trong cái CPU hay là trong iPhone đó quý vị, trong cái phone của các bị cáo đó, thì nó không phải là một cái đoạn nguyên một cái băng, mà nó là những cái đoạn băng nhỏ sau đó đã được cắt ghép lại để trở thành một cái đoạn băng dài, ví dụ một tiếng đồng hồ hoặc là 15 phút, 20 phút, rồi sau đó họ mới đăng cái phần tổng kết, cái phần ghép lại đó quý vị, lên trên mạng xã hội. Vậy thì cái sự tìm kiếm so sánh các video clip từ trong cái máy vi tính, bao nhiêu phần trăm là giống trong cái đoạn clip được đăng trên cái nguồn copy, và bao nhiêu phần trăm là đã bị cắt không giống. Rồi, làm sao anh biết được là cái nguồn copy đó nó không được chỉnh sửa? Không được chỉnh sửa. Giống hết 100% hay là có những đoạn đã bị cắt xén? Một lần nữa, cái nguồn copy đó không thể nào so sánh ngược lại được với cái đoạn video thật sự ở trên mạng xã hội được post, được đưa lên bởi cái thành viên của tỉnh thất Bồng Lai. Ví dụ, Thanh Việt ví dụ đi, trong các cái video clip, các cái đoạn clip nhỏ được tách ra rồi ở trong máy tính, nhớ quý vị, của tỉnh thất, thì ví dụ nó có 5 đoạn,
Sau đó thì các thành viên của tỉnh thất các bị cáo ghép cái 5 đoạn này lại để thành một cái cuốn video. Sau đó họ tải lên trên cái mạng xã hội của họ. Nhưng rồi cái đoạn video đó đã bị tháo xuống rồi, xóa rồi. Nhưng quý vị, trước khi bị xóa thì một số thành viên trên mạng xã hội khác không phải là của tỉnh thất đã lấy xuống và họ đã tải lại lên trên mạng xã hội của mình. Câu hỏi được đặt ra đây rằng khi trước khi mà tải lên đó thì các cái người không phải là bị cáo của tỉnh thất đó, họ có chỉnh sửa hay không? Và quý vị nên nhớ rõ rằng các cái đoạn video clip từ ở trong máy vi tính có khi là ghép lại, có chỉnh sửa, không ghép hết toàn bộ, không lấy hết tất cả toàn bộ. Ví dụ 5 đoạn clip đó mà ghép lại không có chỉnh sửa, không cắt xén đi quý vị, nó dài đúng 1 tiếng. Nhưng mà cái đoạn video thật sự thì nó dài chỉ có 45 phút, vậy là 15 phút đã bị cắt. Câu hỏi được kế tiếp rằng vì mình không có cái nguồn gốc trên cái website của Hoàng Nguyên Chức Nguyên thì làm sao mình biết cái đoạn nào bị cắt, đoạn nào không bị cắt? Và bây giờ mình chỉ lấy, mình so sánh giữa cái nguồn copy với cái đoạn clip từ trong máy vi tính thì mình kết luận rằng nó giống nhau đó. Như vậy cũng chưa đủ, nhưng quý vị nha, cũng chưa đủ. Đó, đây nó bắt đầu nó mới nói lên rằng những cái tính chất mà so sánh như vậy, nếu không có cái bản gốc ở lúc mà để lên trên mạng xã hội thì nó vẫn có một cái sự hoài nghi nào đó. Thanh Việt xin tạm dừng chương trình ở đây, và Thanh Việt vừa mới tóm tắt quý vị cũng khá là dài những câu chuyện xảy ra ngày hôm qua trong phiên tòa ngày đầu tiên của phòng sơ thẩm. Và Thanh Việt nghĩ rằng phòng phúc thẩm, tòa phúc thẩm này sẽ kéo dài 2 ngày, và ngày hôm nay là ngày chót. Hy vọng là buổi chiều sẽ có một cái bản án được tuyên bố. Cho tới ngày hôm nay, dựa những cái gì mà đã xảy ra trước khi vòng phúc thẩm và trong ngày đầu vòng phúc thẩm, Thanh Việt vẫn cho rằng khả năng rất là cao sẽ là y án. Thanh Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và hẹn lại quý vị vào ngày mai lúc 12 giờ trưa. I love you all.